Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca 4 lần nhận tổng 35 tỷ đồng tại nhà riêng từ ông Trùm để nhờ chạy án. Nguyên giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đã 4 lần nhận tiền từ Trùm mua bán hóa đơn Trương Xuân Đức tại nhà riêng với tổng số 35 tỷ đồng. Liên quan đến vụ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc công an thành phố Hải Phòng vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sáng ngày 23 tháng 2, nguồn tin của báo Người Lao Động cho biết chủ mua bán hóa đơn Trương Xuân Đức, sinh năm 1971, trú tại khu Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, đã 4 lần mang tổng số tiền 35 tỷ đồng đến nhà ông Ca để nhờ chạy án. Theo tìm hiểu của báo Người Lao Động, khi biết mình và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh năm 1979, đang nằm trong tầm ngắm của công an tỉnh Quảng Ninh, do có mối quan hệ thân thiết, từ thời ông Ca còn là giám đốc công an thành phố Hải Phòng, chủ mua bán hóa đơn Trương Xuân Đức đã nhờ nguyên giám đốc công an thành phố Hải Phòng giúp chạy án với số tiền 35 tỷ đồng. Nhận tiền từ chủ mua bán hóa đơn Trương Xuân Đức, nhưng ông Đỗ Hữu Ca lại không đưa tiền cho ai. Thấy việc nhờ chạy án không thành, người thân của Đức sau đó đã làm đơn tố cáo hành vi nhận 35 tỷ đồng của ông Ca với cơ quan công an. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đánh giá hành vi của ông Ca có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên xác lập chuyên án để đấu tranh. Ngày 18 tháng 2, khi công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, thực hiện các bước tố tụng thì ông Ca đã giao nộp lại số tiền 35 tỷ đồng cho cơ quan công an. Theo thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, kết quả điều tra vụ án liên quan đến chủ mua bán hóa đơn Trương Xuân Đức, đến nay, xác định số mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép lên đến 7.500 tỷ đồng. Để thực hiện hành vi phạm tội, Đức lập và điều hành gần 20 công ty ma tại Hải Phòng và Quảng Ninh, hoạt động trên 10 năm nay. Ông Trùm này điều hành các công ty nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ mua bán hóa đơn, hoạt động mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế của Đức xảy ra tại nhiều địa bàn từ Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh. Tổng số tiền giao dịch mua bán hóa đơn mà Đức cùng đồng phạm thực hiện đến nay được xác định khoảng 7.500 tỷ đồng.